lộ hậu trường chụp ảnh cưới của Hồ Ngọc Hà Kim Lý. Sau màn cầu hôn gây sốt mạng xã hội cách đây không lâu, Hồ Hà bất ngờ nhà hàng đăng ảnh mặc váy cưới khiến dân tình rần rần. Cho tới chiều ngày 22 tháng 11, một người bạn của Hồ Ngọc Hà đã chính thức công khai khoảnh khắc tình bế bình của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý ở hậu trường chụp ảnh cưới lên trang cá nhân. Trong khung hình, bà mẹ ba con Hồ Hà diện váy cưới ôm sát, khoe đường cong nuột nà. Tình tứ khoác vai và trao cho Kim Lý nụ hôn nồng thắm. Khoảnh khắc ngọt liệm của cặp đôi nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Chỉ một khoảnh khắc cũng đủ cho thấy hạnh phúc viên mãn của cặp đôi sau 3 năm gắn bó. Sau khi cặp sinh đôi vừa chào đời, người hâm mộ đang rất ngóng chờ một đám cưới cổ tích trong tương lai gần của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Sau hơn 3 năm gắn kết như hình với bóng, chuyện tình yêu của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã chính thức bước sang một giai đoạn mới. Cụ thể, vào sáng ngày 12 tháng 11, Kim Lý đã chia sẻ khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn Hồ Ngọc Hà tại bệnh viện, khiến mạng xã hội rần rần chúc phúc. Từ tối hôm ngày 11 tháng 11, mạng xã hội rộ lên thông tin rằng Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã đăng ký kết hôn từ đầu năm 2020 và buổi cầu hôn vừa qua chỉ là một buổi lễ hình thức, vì Kim Lý vẫn muốn Hồ Ngọc Hà có được cảm giác được yêu, được cầu hôn, được nói lời em đồng ý một cách trọn vẹn hơn. Phía nữ hoàng giải trí vừa có phát ngôn chính thức với báo chí về tin đồn trên. Cụ thể, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thực sự đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào đầu năm 2020. Hiện tại, cặp đôi đang dành thời gian chăm sóc cho hai nhóc tỳ nên chưa tiện chia sẻ về hôn lễ. Nói về khoảnh khắc được cầu hôn bất ngờ, đại diện phía Hồ Ngọc Hà chia sẻ, cô ấy bất ngờ thật sự vì không thể tưởng tượng ra khung cảnh cầu hôn tại bệnh viện và trong một diện mạo không hề tươm tất chút nào cả. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.